lục lạc ba lá tròn và bảy bài thuốc chữa xương khớp, di tinh, bạch đới, đá dầm, huyết áp cũng như là mất ngủ rất hiệu quả. hello xin chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với channel youtube của mình ngày hôm nay thì trên cái đường đi ấy, thì mình thấy một cái cây thuốc khá là quen thuộc và nó có rất là nhiều cái tác dụng cho nên mình quyết định dừng lại và mình quay một cái video để chia sẻ đến cho các cô chú anh chị thì cũng khá lâu rồi mình mới quay lại cái video để mà chia sẻ những cái bài thuốc trên kênh của mình vì dạo gần đây thì mình cũng có một số công việc bận và nếu như đây là lần đầu tiên các cô chú anh chị đến với kênh mình thì đừng quên like đăng ký để có thể xem thêm nhiều bài thuốc hay hơn từ kênh của mình nhé rồi bây giờ thì mình sẽ đến ngay với những cái bài thuốc từ cây này Thì đây chính là cây lục lạc ba lá tròn Hay còn gọi với nhiều cái tên như là cây giả hoàng đậu, chư thi đậu, sụp sạc, rụng rãng vân vân Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói sơ về tính vị của cái cây thuốc này Thì tính vị thì trong hạt lục lạc có vị ngọt, hơi chát và có tính mát Thân và lá thì có vị đắng và tính bình Còn rễ của cây lục lạc thì có vị hơi đắng cũng như là tính bình rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái tác dụng dược lý của cây lục lạc ba lá tròn này thì các pha lô của lục lạc có cái tính ức chế sự tạo ra hóa chất trung gian trong chứng viêm nên có thể dùng để ngừa và trị các chứng viêm vô quá mẫn và sẽ không nói dài dòng nữa bây giờ mình sẽ đến với các cái bài thuốc chữa bệnh từ cây lục lạc ba lá tròn này đầu tiên với những ai đang bị đau nhức xương khớp đau dây thần kinh thì những cái bệnh về xương khớp này nếu như mình dùng quá nhiều thuốc giảm đau thì nó sẽ ảnh hưởng đến xương khớp sau này cho nên nếu như chúng ta có biết được cái bài thuốc này thì đây là cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái bài thuốc nam nó mang lại hiệu quả cũng như là không gây ra những tác dụng phụ đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm thân và rễ của cây lục lạc ba lá này mình sử dụng khô thì 10 đến 15 g tiếp đến thì chúng ta dùng bạch chỉ 20 g cái đầu ngựa 10 g khiếm thực 20 g các vị thuốc này thì chúng ta có thể dễ dàng ra tiệm thuốc bắc và tìm mua. Rồi sau khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, tất cả nguyên liệu này mình đem rửa sạch, sau đó mình đem sắc nước uống. Một ngày như vậy chúng ta dùng một thang và chia làm hai lần uống. Bài thuốc này thì chúng ta uống 5 ngày một liệu trình. Tiếp đến là những ai đang bị di tinh hoặc tinh thì cây lục lạc ba lá tròn này nó chỉ rất là hay luôn. Thì mình sẽ không sử dụng lá hoặc là hoa mà mình sử dụng hạt hạt lục lạc ba lá 20g mình sao vàng lên rồi củ súng thì củ súng này nó cũng trị về cái di tinh rất là hay mình sử dụng 20g hạt sen 20g sau đó thì chúng ta rửa tất cả các nguyên liệu này rồi mình sắc nước uống 10 đến 20 ngày khi mình uống 10 đến 20 ngày là hoàn thành một liệu trình là những cái triệu chứng của chúng ta sẽ từ từ giảm tiếp đến những ai đang bị bạch đới tiểu sóng thì chúng ta sẽ sử dụng hạt lục lạc này cùng với rau dừa nước thì rau dừa nước nó cũng chữa về những cái bệnh về tiểu buốt tiểu gắt rất là hay thì mình kết hợp cùng với hạt lục lạc mỗi vị 20g mình sắc nước uống hàng ngày dùng từ 3 tới 5 ngày là sẽ giảm được những cái triệu chứng rất là tuyệt vời luôn bài thuốc thứ tư bài thuốc chữa đái dầm với những cái người lớn thì hầu như là cái bệnh này nó cũng không có nhiều À, còn cái bệnh này thì những cái trẻ em á, thì mình thấy là khá là nhiều Thì chúng ta sẽ sử dụng hạt lục lạc ba lá này 20g sao vàng Và sắc nước uống như vậy mỗi ngày một thang dùng từ 5 đến 10 ngày Là sẽ không còn cái triệu chứng đáy dầm nữa à, một số người á, thì ở độ tuổi trưởng thành vẫn mắc phải cái bệnh này là do chúng ta đang bị những cái bệnh lý chứ không phải là um, do bản thân mình thì mọi người cũng có thể sử dụng bài thuốc này nhé tiếp đến là các bài thuốc chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ thì chúng ta sẽ sử dụng hạt lục lạc này 20 g sao vàng, rồi hạt muồng muồng 12 g sao vàng, lông nhãn 12 g và lá lạc tiên 20 g. Những cái vị thuốc này đều là những vị thuốc giúp cho chúng ta an thần chữa mất ngủ. Và mình sắc uống mỗi ngày một thang như vậy chia làm 2 đến 3 lần uống. Hoặc là dùng thân rễ 10 đến 15 g, lá vong nem 30 g rồi tâm sen 5g, sắc uống ngày một thang và chia làm hai lần, uống trong vòng 10 5 đến 10 ngày là sẽ có được những cái cải thiện rất là rõ rệt. Còn những ai đang bị tiểu độc do nhiệt thì chúng ta có thể sử dụng hạt lục lạc ba lá này 20g sao vàng, rồi hạt bo bo 30g, cây mã đề tươi 20g, rau ngô 12g, rồi cam thảo dây 10g, sắc uống như vậy mỗi ngày một thang và chia làm 2 đến 3 lần cũng uống từ 5 tới 10 ngày là các cái triệu chứng bệnh của chúng ta sẽ được xuyên giảm rất là rõ rệt thì đó chính là bảy cái bài thuốc mà chúng ta sử dụng cây lục lạc này để mà chúng ta chữa bệnh những lưu ý khi mình chia sẻ bài thuốc này thì những phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng bất kỳ cái bài thuốc nào mà mình đã chia sẻ nhé và nếu như mình đang gặp phải những cái bệnh lý khác thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng và video mình chia sẻ ngày hôm nay đến đây là hết rồi thì nếu như các cô chú anh chị mình có yêu thương thì đừng quên để lại một like và một đăng ký để giúp cho kênh mình phát triển hơn và sắp tới thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn ra nhiều video hơn để cho các cô chú anh chị mình có nhiều bài thuốc hay hơn để mà tham khảo và sử dụng và cuối cùng thì xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe thật thành công trong công việc xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái cây thuốc xung quanh hãy để lại bình luận góp ý ở dưới video này nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều